Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng đạo kính mến, nhận thấy hội trường giờ đây đã ổn định, giờ đây chúng tôi xin phép được bắt đầu. Và đứng trước khung cảnh trang trọng của ngày khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Quả Hảo hôm nay, thì lời nói đầu tiên của người dẫn chương trình xin chân thành gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và lời chào thân thương nồng hậu nhất. Giờ đây tôi xin thông qua chương trình lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526 tại nơi làm việc của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Chương trình gồm có 3 phần. Thứ nhất là phần nghi thức gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, nghi thức tôn giáo. Hai là phần nội dung gồm có lời chào mừng của ban tổ chức lớp, diễn văn khai mạc của ban lãnh đạo tổ chức lớp, thông qua quyết định phân công ban lãnh đạo tổ chức lớp, phát biểu ý kiến của quan khách và đồng đạo, phát biểu cảm tưởng của đại diện khóa sinh, phát biểu ý kiến của đại diện chính quyền địa phương, diễn ngâm một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ. Ba là phần kết thúc buổi lễ khai giảng gồm có đáp từ của ban tổ chức, nghi thức bế mạc và mời quan khách và đồng đạo dùng cơm. Đó là toàn bộ nội dung chương trình lễ khai giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý vị đồng đạo kính mến, thực hiện theo lời dạy của Đức Quỳnh giáo chủ, phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đẳng cấp tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau. Và câu giảng dạy đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật. Căn cứ hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, 4 chương trình đạo sự trọng tâm của ban trị sự trung ương và kế hoạch hoạt động của ban phổ truyền giáo lý trung ương năm 2024, nhằm tiếp tục phát huy sứ mạng phổ truyền chánh pháp của Đức Quỳnh giáo chủ ngày càng thiết thực, hiệu quả đối với tín đồ trong việc tu học hàng ngày, được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân huyện Tháp 10, cho phép Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526 tại nơi làm việc của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian học là 4 tuần, từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng 5 đến ngày rằm tháng 6 năm Giáp Thìn. Theo thông báo chiêu sinh số 903 ngày 8 tháng 5 năm 2024 của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, và sau thời gian chuẩn bị tích cực của ban tổ chức lớp, hôm nay vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại nơi làm việc của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526. Đó là lý do lễ khai giảng hôm nay. Đến tham dự lễ khai giảng hôm nay, ban tổ chức rất hân hạnh được đón tiếp quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương các cấp, đại diện chính quyền mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Phong, ủy viên thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Đại diện đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Điền. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đạt, em Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Điền. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lăng Biển. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Phú Điền. Đại diện tôn giáo bạn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lễ sanh Thượng Quang Thanh, Phó Hội trưởng Thánh Tịnh Cửu Linh Môn và các vị cùng đi.
đại diện Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Công, trị sự viên Trung ương, phó trưởng ban Ban phổ truyền giáo lý Trung ương, hiệu phó trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thiết, trị sự viên Trung ương, quyền trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Trung ương Phan Ngọc Lợi là tổng giám thị lớp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Châu, nguyên trị sự viên Trung ương, phó trưởng ban Ban tổ chức và nhân sự Ban trị sự Trung ương. Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, phó trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn, thư ký chánh văn phòng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, cũng là trưởng ban tổ chức lớp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Trung ương Trần Văn Quá, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mỹ An, trưởng ban chấp hành chi hội khuyến học Phật giáo Hòa Hảo chùa Bửu An Tự. Đại diện các nhà mạnh thường, các tổ chức từ thiện xã hội, các nhà mạnh thường quân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Tâm, chi hội phó chi hội từ thiện Bảo Hòa thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho các nhà mạnh thường quân tỉnh An Giang. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Liên, đại diện tổ từ thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Thanh Hồng, đại diện tổ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Tài, trưởng ban điều hành cơm cháo nước Bệnh viện Tháp 10. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Phước Liễu, đại diện chi hội bệnh nhân nghèo chùa Bửu An Tự. Đến tham dự lễ khai giảng hôm nay, ban tổ chức rất hân hoan chào mừng các vị đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã phường thị trấn lân cận, quý vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý quan khách, tín đồ tiêu biểu, các vị trong ban trị sự, ban tổ chức lớp, ban giám thị và toàn thể học viên đến tham dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung. Sau đây là đến phần nghi thức tôn giáo. Trân trọng kính mời quý quan khách và quý đồng đạo đứng lên trang nghiêm. Mời quý vị hướng tâm về lễ đài, kính lễ Đức Phật, kính thưa thôi, kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ, kính. Dạ, thưa xong, mời quý vị đồng an tọa. Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng đạo kính mến, để mở đầu cho phần nội dung hôm nay là phần lời chào mừng của ban tổ chức lớp. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thiết, trị sự viên Trung ương, quyền trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp. Kính thưa quý vị trị sự viên chức việc Trung ương và cơ sở. Kính thưa quý vị tôn giáo bạn và các mạnh thường quân kính mến. Kính thưa chư quý đồng đạo và quý học viên kính mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới mái đạo tràng, nơi diễn ra lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526, xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Trước tiên, tôi xin thay mặt Ban trị sự Trung ương
Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp trân trọng kính đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, niềm cảm xúc to lớn đến với chúng tôi khi buổi lễ khai giảng có được sự hiện diện của quý vị đại diện đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tỉnh, huyện và địa phương, đại diện Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện tỉnh, Ban trị sự xã, thị trấn, chư quý đồng đạo đến tham dự đông đủ. Có thể nói đây là động cơ khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, phát huy nỗ lực xiển dương chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ theo đường hướng vì đạo pháp vì dân tộc. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã đề ra, đối với quý vị đại diện đảng, chính quyền các cấp, quý vị đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý và giữ gìn an ninh trật tự cho ban tổ chức, ban đại diện, ban trị sự Trung ương việc mở lớp, đồng thời cử đại diện đến tham dự. Điều đó cũng đã nói lên sự quan tâm sâu sắc của nhà nước đối với tôn giáo nói chung và Phật giáo Hòa Hảo nói riêng. Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc do đảng, nhà nước chủ trương gây nhiều thiện cảm đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đối với Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, Ban đại diện tỉnh, Ban trị sự cơ sở, Ban tổ chức lớp, Ban giám thị, đội ngũ giáo lý viên và quý học viên, chúng ta đã thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy, nên cao cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Bốn câu thơ trên của Đức Quỳnh Giáo Chủ đã nói lên tinh thần chân thiện mỹ, là động lực khích lệ chúng tôi nỗ lực thực hiện đạo sự phổ truyền giáo lý một cách năng động. Chúng tôi luôn xem nhiệm vụ phổ truyền giáo lý là đạo sự trọng tâm của toàn đạo. Đây là công việc thiết yếu, đang giữ một vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và chấn hưng nền đạo, gắn bó dân tộc, phát huy tích cực giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc. Không chỉ hôm nay mà cả tương lai, và cũng chính cái tính chất quan trọng như thế mà trong nhiệm kỳ năm 2019-2024, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đặt đạo sự phổ truyền giáo lý lên hàng đầu trong 4 chương trình đạo sự trọng tâm của giáo hội. Chúng tôi kiên quyết là cánh tay nối dài liên thông với Ban phổ truyền giáo lý Trung ương để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xiển dương chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Chúng tôi rất mong quý học viên nỗ lực học tập để thu nhặt nhiều kiến thức quý báu trong 26 chuyên đề liên quan trực tiếp đến giáo lý học Phật tu nhân của Đức Quỳnh Giáo Chủ và 2 chuyên đề liên quan đến kiến thức chánh sách đối pháp luật đối với tín ngưỡng tôn giáo và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng và nhà nước, được các giảng viên khai thác sâu sắc trong chương trình tu học của lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo bắt đầu từ hôm nay. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách và quý đồng đạo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ông Nguyễn Văn Thiết, trị sự viên Trung ương, quyền trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp vừa có phần quà để tặng chúc mừng lễ khai giảng cho ban tổ chức. Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng đạo kính mến, tiếp theo chương trình là đến phần tặng quà để chúc mừng lễ khai giảng hôm nay. Thì để thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo Hòa Hảo nói riêng,
Thì hôm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp có cử đại diện đến tham dự và cũng có phần quà để chúc mừng lễ khai giảng hôm nay. Vậy thì phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến trao, và trân trọng kính mời bà Nguyễn Ngọc Điệp, trưởng ban tổ chức đến nhận ạ. Đứng dưới Út Điệp, đứng ngang tao Út Điệp, bước xuống đứng ngang dưới. Dạ dạ, đề nghị quý vị quan nhân. Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Thanh Phong. Dạ, tiếp theo thì kính thưa quý vị, đến tham dự lễ khai giảng hôm nay thì ban đại diện tỉnh, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp có tới 2 phần quà là quý vị. Vừa qua thì ban đại diện tỉnh đã tặng một bao thơ xong, thì tiếp theo thì chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hoàng, phó trưởng ban ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp đến trao phần quà để chúc mừng lễ khai giảng hôm nay cho ban tổ chức. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Thái Văn Lời, phó trưởng ban tổ chức đến nhận ạ. À, đúng rồi đó. Dạ. Rồi, đề nghị quý vị quan nhân. Dạ, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Hoàng. Và bên cạnh đó thì cũng có các nhà mạnh thường quân cũng có những cái phần quà cũng rất là đáng kể để tặng cho ban tổ chức. Thì phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Ngô Thị Dung, nhà thuốc An Thọ Đường 2 ở thị trấn Mỹ An, hỗ trợ 11 triệu đồng. Xin trân trọng kính mời bà đến trao, và kính mời bà Nguyễn Ngọc Điệp, trưởng ban tổ chức đến nhận. Đề nghị quý vị quan nhân. Dạ, xin chân thành cảm ơn bà Ngô Thị Dung. Và tiếp theo thì mời vị đại diện tổ từ thiện bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ có phần quà là 10 triệu đồng tiền mặt để tặng cho ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông, và cũng xin kính mời cô Nguyễn Ngọc Điệp, trưởng ban tổ chức đến nhận ạ. Dạ, đề nghị quý vị quan nhân. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo mời bà Nguyễn Thị Liên, đại diện tổ từ thiện bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cũng có phần quà để tặng ban tổ chức. Và phần này cũng xin kính mời cô Nguyễn Ngọc Điệp, trưởng ban tổ chức đến nhận. Dạ, đề nghị quý vị quan nhân. Dạ, xin chân thành cảm ơn bà Nguyễn Thị Liên. Và tiếp theo thì mời đại diện tiệm vàng Bảy Thắng cũng có phần quà là 5 triệu đồng tiền mặt để tặng cho ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời cô Nguyễn Ngọc Điệp đến nhận ạ. Dạ, đề nghị quý vị quan nhân. Dạ, xin chân thành cảm ơn chú. Và ngoài ra còn có các nhà tổ chức, các nhà mạnh thường quân và quý đồng đạo cũng đã đóng góp cho ban tổ chức tại bàn thư ký, thì đề nghị nhiệt liệt quan nhân chung ạ. Và để tiếp theo chương trình là đến phần diễn văn khai mạc của ban lãnh đạo tổ chức lớp. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Minh Công, trị sự viên Trung ương, phó trưởng ban ban phổ truyền giáo lý Trung ương và hiệu phó trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đến tham dự buổi khai giảng lớp học hôm nay. Kính thưa ông Nguyễn Văn Đạt Em, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Điền, đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã Phú Điền địa phương đến tham dự. Kính thưa các vị đại diện cho lễ sanh Thượng Quan Thanh, Phó Hội trưởng Thánh Tịnh Cửu Linh Môn và các vị cùng đi trong đoàn. Kính thưa ông Nguyễn Văn Thiết, Trị sự viên Trung ương, quyền trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, thư ký chánh văn phòng của ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa ông Lê Hồng Châu, nguyên trị sự viên Trung ương, Phó trưởng ban tổ chức và nhân sự của ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa cô Nguyễn Ngọc Điệp là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền và cũng là trưởng ban tổ chức lớp học. Kính thưa các vị trưởng ban, phó ban, các vị trị sự viên của các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã phường thị trấn lân cận đến tham dự. Kính thưa các vị trong các tổ từ thiện xã hội. Kính thưa ông Phạm Văn Tâm, chi hội phó chi hội từ thiện Bảo Hòa thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho các vị mạnh thường quân. Kính thưa các vị trong ban giám thị, các vị giáo lý viên, quý đồng đạo hiện diện cùng với quý học viên thân kính. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng 5 của năm Giáp Thìn. Chúng tôi rất vinh dự được Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phân công đến đây để phát biểu khai mạc lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526 tại xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Được đứng trước khung cảnh trang nghiêm, đầm ấm, trang hòa tình nghĩa đạo đời, cùng nhau trợ trưởng viên mãn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Thay mặt Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin chân thành gửi đến quý vị lời chào đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, có thể nói thật là một hồng ân, một diễm phúc vô cùng lớn lao từ các đấng thiêng liêng Phật trời đã ban tặng cho dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng, nói chung cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, khi chúng ta đang sống trong cảnh bình yên, hạnh phúc. Chúng ta cùng được tề tụ về đây sinh hoạt đội sự khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo như thế này. Trong khi hiện nay trên thế giới đang gặp rất nhiều khổ nạn như dịch bệnh, thiên tai, địa ách, nhất là chiến tranh, chết chóc. Thế nên để hòa cùng với xu thế phát triển và nhiều vận hội tốt lành về mọi mặt đang chờ đón đất nước Việt Nam, thì đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng đã đồng hành cùng với lịch sử của dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn 3/4 thế kỷ. Một nền đạo xuất phát từ lòng dân tộc do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập đã tồn tại và phát triển không ngừng. Bởi giáo lý của Ngài đã được thắp sáng lên từ những đề thuyết giản dị đặc thù, lấy vô vi chân truyền của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni làm nòng cốt. Ngài đã dung hòa một cách nhuần nhuyễn tinh hoa của Tam giáo Á Đông, của Tam tạng kinh điển Phật giáo, Tứ thư ngũ kinh của Khổng giáo và Đạo đức kinh của Lão giáo, kết hợp với tư tưởng riêng của mình để hình thành nên một giáo lý giải thoát mới, giáo lý học Phật tu nhân, có thể nói rất là phù hợp, thích thời với mọi hoàn cảnh, mọi người cùng có thể tu hành trong xã hội. Ngài đã tùy phong hóa dân sanh phù hợp mà chấp bút thần thả ít bổn kinh. Thế nên sự hiện diện của đạo Phật giáo Hòa Hảo trong đất nước Việt Nam ví như một dòng nước mát ngọt âm thầm thấm sâu vào lòng đất mẹ Việt Nam, hiền hòa cho hoa trái thêm thắm tươi, cho ruộng đồng thêm thắp bát kép. Và sự hiện diện của đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng làm cho con người chúng ta được sống bình yên, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Cho đến nay có thể nói rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo không còn là một tôn giáo xa lạ với mọi thành phần, mọi giai cấp trong xã hội, mà đã là một trong 6 tôn giáo lớn được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân,
đã và đang góp phần cùng với dân tộc Việt Nam xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp với lý tưởng mà Đức Tôn Sư đã giáo huấn cho tín đồ: bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Và giáo lý ấy cũng đã mang đậm một nét bản sắc văn hóa đạo đức của dân tộc. Đứng trước cảnh sống đua tranh về vật chất như hiện nay, Ngài đã từng than giảng: ôi đời yểm cụ nghinh tân, rùng rùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên. Và cũng chính Ngài đã kêu gọi thần gắng sức ra công khuyến dỗ, nhìn thuần phong mỹ tục của rồng tiên, tập ở ăn theo đến thánh hiền rồng tu tịnh, dòm Phật tiên nói chí. Thế nên từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Giáo Chủ đã ra đời khai đạo. Ngoài việc chữa bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, Ngài còn tăng cường việc sử dụng sấm thi như một nguồn pháp bảo khơi mào cho tư tưởng hòa hảo nguyện nhập vào lòng dân tộc. Và Ngài đã thành công trong quá trình thuyết pháp độ chúng, xả thân để pháp luân thường chuyển, để phổ truyền một giáo lý vị nhân sinh, một nếp sống nhân hòa thuận thảo, đoàn kết hạnh phúc cho hàng triệu nhân sinh, nhất là ở khu vực vùng đồng bằng bằng sông Cửu Long. Lấy chữ hòa mở đường cho sự yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, mà ở nơi đó thì bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận oán. Trên thì kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới thì dạng dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn luân nền can kỷ. Người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì ai cũng hiểu rằng trong tam bảo thì pháp bảo được liệt vào hàng quan trọng thứ hai sau Phật bảo. Pháp có được phổ truyền thì đạo mới được tồn tại. Và ngược lại, đạo mà thiếu căn đề pháp bảo thì đạo ấy sớm muộn gì cũng chịu hệ lụy sa đọa tiêu vong. Bởi vậy, kể từ khi Ngài khai đạo 18 tháng 5 năm 1939, đứng trước cảnh buổi lố lăng Phật giáo suy rồi do người sau thêm thắt, Đức Giáo Chủ đang ở độ tuổi 19, Ngài đã lòng từ bi chẳng quản nắng mưa mà sông thiền giác rước đưa sanh chúng. Ngài đã mạnh dạn triển khai một cuộc quy nguyên Phật pháp, canh tân giáo điều và tích cực bài trừ tất cả những dị đoan mê tín, loại bỏ những rườm rà phiền toái trong việc tu hành, với lời kêu gọi chung đồng dẹp bớt âm thinh sắc tướng, lo chấn hưng Phật pháp mới là, để tập trung vào cứu cánh chứng ngộ Phật tâm. Nghĩa là phải sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió dạng xương, thông qua lộ trình đền trả tứ ân. Lấy việc đền trả tứ ân làm nền tảng để tu hành, phải tu đền nợ thế rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thế nên theo Đức Giáo Chủ Phật giáo hòa hảo thì việc tu hành ở cốt ở trao dồi trí tuệ, sửa tánh răng lòng, gần lành xa ác và biết niệm Phật, chứ không cần phải xa lánh thế gian, không cần phải nhọc tâm khổ hạnh, cũng chẳng cần phải bài bố nhiều về hình tướng cho nhiêu khê phiền toái. Những điều gì cần phải giảng giải mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni xưa kia đã giảng giải thì hôm nay Đức Giáo Chủ đã truyền lại một cách rất là giản dị, rõ ràng, dễ hiểu, không phải bằng tiếng Phạn, tiếng Hoa, mà là bằng ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ thân yêu. Bởi Ngài đã quyết giải trần nên nói lời thường cho sinh chúng đời nay dễ biết. Ngài đã giảng giải một cách tường tận từ cách ăn ở tu hiền, cách đối nhân xử thế trong quan hôn tang tế, những nghi thức lễ bái chân chính của người tín đồ, cho đến việc minh dạy những yếu lý sâu xa trong giáo lý của nhà Phật, như là tứ diệu đề, nhất quá các phép tu thiền tịnh, bàn tứ ân, giảng tam nghiệp, luận bát chánh, tất cả đều đầy đủ. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, giữ tu vuông tròn. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, hơn ai hết, người tín đồ thuần thành chân tu tâm đạo phải tích cực gương mẫu hành y theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời, nhất là trong quan hệ đối nhân xử thế, trong quan hôn tang tế, trong những nghi thức thờ phượng, cầu nguyện, cầu siêu, làm từng làm đám. Phải tuyệt đối hành trì theo tinh thần vô vi trong quyển Tôn Sĩ Hành Đạo mà Ngài đã chỉ dạy. Phải gia công hoằng hóa, tích cực giữ gìn sự trong sáng vốn có nền đạo, thích thời phù hợp với nếp sống văn minh gia đình vốn sẵn có trong nội dung của giáo lý Phật giáo hòa hảo.
Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thương thầy mến đạo phải cùng nhau đoàn kết một lòng, thể hiện tinh thần hòa hảo, thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Cho dù có bất đồng tư tưởng, cho dù có bất đồng chính kiến, cho dù có thù riêng muôn dạng cho cam, cũng nên gác bỏ để làm nghĩa công, hầu làm cho nền đạo được phát triển thêm ra, loan truyền mãi mãi với hậu thế. Trong thực tế hiện nay, đạo Phật giáo Hòa Hảo có mặt trên 17 tỉnh thành phố từ Bình Định cho đến Cà Mau, với hơn 430 sự cơ sở xã phường thị trấn. Chúng ta thấy ở nơi nào có người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chân tu tâm đạo sinh sống, thì nơi đó không xảy ra những hiện tượng như mê tín dị đoan, đốt giấy tiền vàng mã, sáu phương lầu kho, coi tay coi bói. Mà trái lại, ở nơi đó có người ta biết sống vị tha, biết yêu thương, biết đoàn kết, biết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Bởi lẽ họ đã thấm nhuần tư tưởng giáo huấn của thầy mình, từ làng gần với những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Và họ cũng biết rằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đấu. Kể từ khi được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân năm 1999 đến nay, đã trải qua 5 nhiệm kỳ, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã góp công góp của làm các công việc từ thiện giúp đời với nhiều nghìn tỷ đồng, đem lại cái lợi lạc cho nhân dân trong nước, cùng nhau chung sức chung lòng lo phát triển cho đất nước được trở nên giàu đẹp. Song song với nhiệm vụ pháp bảo, mỗi người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng cần hiểu và thực hành tôn chỉ giáo lý của tổ thầy, nghĩa là phải học giáo lý, tư duy suy nghĩ cho tường tận giáo lý, cho đúng nghĩa rồi thực hành thì mới đạt được kết quả. Nghĩa là phải nghe cạn lời chứ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Thế nên việc truyền bá giáo lý qua hình thức thuyết giảng từng đề tài của các buổi thuyết giảng ở các ban trị sự cơ sở, các chùa của Phật giáo Hòa Hảo, thì việc mở lớp giáo lý căn bản như thế này là một điều vô cùng cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà đại đa số người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là những nông dân tay lắm chân bùn, ít chữ, ít được tiếp cận giáo lý cao siêu màu nhiệm của tổ thầy. Do đó, nếu không hiểu rõ nội dung, không thấu đạt nghĩa lý thì việc tu hành chắc chắn đi đến chỗ lệch lạc, không đạt được kết quả cứu cánh giải thoát. Đó là chưa nói đến việc nhận thức mơ hồ về giáo lý chân truyền sẽ dễ bị kẻ xấu lợi dụng dẫn dắt làm những điều sai quấy, ảnh hưởng đến thanh danh của nền đạo mà Đức Tôn Sư đã từng thệ nguyện. Đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Ngày nay được sự chấp thuận của nhà nước, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tiến hành đại hội đại biểu toàn đạo nhiệm kỳ 5 đã trải qua và sắp sửa tiến hành đại hội nhiệm kỳ 6. Phục vụ cái nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của người tín đồ, tổ chức và hướng dẫn tín đồ cùng nhau đoàn kết tu hành theo đúng chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chấn hưng nền đạo gắn bó với dân tộc và phù hợp với pháp luật của nhà nước, với 4 chương trình đạo sự trọng tâm đã được đề ra. Một là tiếp tục củng cố kiện toàn phát huy nội lực sĩ dương chánh pháp theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Hai là phổ truyền giáo lý được đặt lên hàng đầu, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa của văn hóa dân tộc. Ba là đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, tích cực thực hiện cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Bốn là chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, đáp ứng sự phát triển của giáo hội trong giai đoạn mới. Từ năm 1999 đến nay đã hơn 24 năm thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã từng bước kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực, sử dụng chánh pháp, ổn định tín ngưỡng. Công tác xây dựng cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện. Chúng ta thấy ở nơi nào các ban trị sự có đủ điều kiện được cho phép thì ban trị sự đó cũng đã xây dựng được một cái nơi làm việc rất là khang trang. Và đạo Phật giáo Hòa Hảo hiện nay chúng ta cũng đã xây dựng được một ngôi trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, có thể nói rất khang trang hiện đại, với kinh phí lên đến khoảng gần 60 tỷ đồng được bà con và các vị mạnh thường quân đóng góp và sắp sửa được đưa vào sử dụng. Công tác phổ truyền giáo lý của chính phủ được cho phép hoạt động,
được pháp luật và nước bảo hộ đúng theo mục đích đường hướng hành đạo và quy chế trong hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Hôm nay đây lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526 được mở ra tại xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, mang một ý nghĩa lịch sử. Một ý nghĩa lịch sử đã thể hiện chủ trương tốt đời đẹp đạo với một tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cao cả. Các vị giảng huấn viên của lớp học này là các vị giáo lý viên được tu nghiệp từ ban thường trực của ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Mục tiêu chính của lớp học này nhằm trang bị cho các đối tượng là các vị trị sự viên Phật giáo Hòa Hảo ở các xã, phường, thị trấn cùng toàn thể tín đồ ở địa phương nắm vững giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo, biết rõ nội dung tổ chức hoạt động của ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng các chủ trương chính sách của nhà nước về vấn đề tôn giáo. Ngoài ra, học viên học từ lớp học này cũng đã được học chính sách pháp luật của nhà nước về vấn đề tôn giáo nói chung, Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, học được chính sách đại đoàn kết của toàn dân tộc. Trên cơ sở nhận thức được từ lớp học này, học viên tốt nghiệp có trách nhiệm phải phổ truyền lại cho đồng đạo tại địa phương mình tu đính đúng theo giáo lý, giáo luật và pháp luật của nhà nước để cội lành, mong đặng đâm chồi, chặt gìn Phật đạo, đền bồi ân xưa, đừng thù kẻ nghịch thêm thừa, hãy mở lòng hà hải mà lọc lừa đàn ngay. Kính thưa quý vị, quá trình hoằng pháp lợi sinh quả thật là lớn lao, nặng nề và vô cùng thiết yếu đối với một nền đạo chân chính. Chúng ta đều biết thánh nhân đã dạy học hải vô nhai, cần thị ngạn, nghĩa là biển học thì mênh mông, rừng pháp thì vô tận, chỉ có chuyên cần thì mới đến được bên kia bờ giác. Trong khi thời gian tổ chức lớp học lại quá ngắn ngủi, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn chế trong việc giảng dạy, trong việc sinh hoạt lớp, từ vật chất lẫn tinh thần, từ hình thức lẫn nội dung của chương trình học tập. Ý niệm như trên cho thấy cho dù có khó khăn nhất định ở buổi đầu khai giảng lớp học, nhưng ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nói chung, ban bổ truyền giáo lý Trung ương nói riêng, bao giờ cũng đem hết tâm tư dồn vào công cuộc quảng truyền giáo pháp, đẩy mạnh quá trình hoằng pháp lợi sanh trên tinh thần đạo mở cửa, bài câu minh mục, nước ma ha tứ đắc lòng phàm. Trong những ngày qua, chúng ta đã tổ chức hầu như hoàn mãn đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 85 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, mừng những điều tốt lành của đạo và mừng cho đất nước Việt Nam được chuyển mình bước vào đầu những thiên niên kỷ mới. Chúng ta có thể tin tưởng rằng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo này sẽ thành công mỹ mãn. Mỗi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta sẽ lắng động tư duy, tẩy sạch tâm hàm, một lòng một dạ thực hiện lời kêu gọi của Đức Tôn Sư trong bài Thu Đã Cuối năm xưa: chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận trọn đường quy nguyên, và cùng nhau hành trì nghiêm cẩn lời tâm huyết của Đức Tôn Sư truyền dạy từ mùa hè Ất Dậu năm 1945 năm xưa, để tránh những điều sai lệch trong quá trình tu hành của mình. Thay mặt ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban lãnh đạo lớp, tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526 ngày 27 tháng 6 năm 2024 diễn ra tại xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp này. Trước khi dứt lời, xin kính chúc quý vị quan khách được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Kính chúc toàn thể quý đồng đạo, quý học viên tinh tấn tu hành để thỏa nguyện ước mơ của thầy, trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Xin trân trọng và kính chào. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đề nghị quý vị quan nghênh, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ông Lê Minh Tân đã có lời diễn văn khai mạc
đầy ý nghĩa và thiết thực đối với lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Và xin kính chúc ông thật nhiều sức khỏe để tiếp tục phụng sự cho đạo pháp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông. Để tiếp theo chương trình là đến phần thông qua quyết định phân công ban lãnh đạo tổ chức lớp. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên trung ương Phan Ngọc Lại, cũng là tổng giám thị lớp, đến thông qua. Trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị đại diện cho Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp. Kính thưa Ban Trị sự Trung ương Giáo Phật Giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Thì sau đây thì chúng tôi xin thông qua bản phân công ban lãnh đạo, ban khẩu thí, ban giám thị và ban tổ chức lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại xã Phú Điền. Thì danh sách ban lãnh đạo lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại nơi làm việc của ban trị sự xã Phú Điền, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian là 4 tuần, từ ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến ngày 20 tháng 7 năm 2024. Nhằm ngày 22 tháng 5 năm Giáp Thìn đến ngày 15 tháng 6 năm Giáp Thìn. Thì 4 tuần đó, mỗi một tuần chúng ta học 4 ngày, từ thứ 5, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Thì thứ nhất là ban lãnh đạo lớp. Phần này trưởng ban là do ông Nguyễn Huy Diễm làm trưởng ban lãnh đạo lớp. Ông Nguyễn Văn Lượng là phó ban lãnh đạo lớp. Đồng đạo Quỳnh Thị Em là thư ký, đồng đạo Nguyễn Văn Tạo phụ trách kiểm soát và đồng đạo Nguyễn Thanh Phong, ủy viên phụ trách văn kiện. Thứ hai là về ban khảo thí. Ban khảo thí gồm ông Nguyễn Văn Lượng, ủy viên thường trực ban trị sự trung ương, trưởng ban tổ chức và nhân sự làm trưởng ban. Ông Lê Minh Công là trị sự viên trung ương, giáo lý viên, hiệu phó trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo làm phó ban. Ông Nguyễn Thành Úc, giáo lý viên làm thành viên. Ông Nguyễn Văn Bán là giáo lý viên làm thành viên. Ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên làm thành viên. Bà Huỳnh Thị Mạch là giáo lý viên làm thành viên. Bà Lê Thị Na là giáo lý viên làm thành viên. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai là giáo lý viên làm thành viên. Thì các vị này chịu trách nhiệm về vấn đề chấm bài cho các cái học viên là làm bài thi. Về thứ ba là ban giám thị. Thì ban giám thị, một là đồng đạo Phan Ngọc Lợi, tức là tôi làm tổng giám thị. Hai là đồng đạo Trần Thị Ngọc Tuyền phó tổng giám thị. Ba là đồng đạo Quỳnh Thị Bạch Lê là phó tổng giám thị. Bốn đồng đạo Nguyễn Thị Nga là phó tổng giám thị. Năm đồng đạo Trần Văn Quá là phó tổng giám thị. Sáu đồng đạo Bùi Thanh Sang là phó tổng giám thị. Đồng đạo Nguyễn Văn Dễ là thư ký. Đồng đạo Lý Quốc Bửu là thư ký. Và đồng đạo Nguyễn Văn Khiết là thư ký. Về giám thị viên là đồng đạo Nguyễn Thị Hân, đồng đạo Nguyễn Thị Ngọc Điệp, đồng đạo Quỳnh Thiện Tính, đồng đạo Lê Cao Thẳng và đồng đạo Nguyễn Thị Ngọc Mai là các giám thị viên. Về ban tổ chức lớp, đồng đạo Nguyễn Thị Ngọc Điệp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền làm trưởng ban tổ chức lớp. Đồng đạo Trần Văn Quá, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mỹ An là phó ban phụ trách vận động học viên. Đồng đạo Thái Văn Lời làm phó ban phụ trách tài chính. Đồng đạo Phạm Văn Tài phó ban phụ trách hậu cần. Đồng đạo Nguyễn Minh Nhật phụ trách thư ký kiêm kế toán. Đồng đạo Nguyễn Thị Dân phụ trách thủ quỹ. Đồng đạo Lê Văn Liễu và cũng phụ trách thủ quỹ. Đồng đạo Trần Văn Bi là ủy viên phụ trách kiểm soát. Đồng đạo Cao Văn Hạnh là ủy viên phụ trách trật tự. Đồng đạo Ngô Văn Khỏe là ủy viên phụ trách khánh tiết.
Đồng đạo Nguyễn Song Pha là ủy viên phụ trách cách về âm thanh ánh sáng. Đồng đạo Mai Thị Mỹ Dung, ủy viên phụ trách y tế. Đồng đạo Lê Văn Dững, phụ trách tiếp tân. Đồng đạo Quỳnh Thị Thủy, phụ trách về trụ phòng. Đồng đạo Ngô Văn Sáu, ủy viên phụ trách vệ sinh môi trường. Đồng đạo Lê Thị Sang, ủy viên phụ trách ăn ngủ nghỉ. Và đồng đạo Nguyễn Thị Loan là ủy viên phụ trách nấu nước chính. Ngoài ra còn có các ban trị sự các xã, phường, thị trấn trong huyện Tháp Mười phụ trách vận động hậu cần và chọn thêm nhân sự để giúp việc để ban tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. An Hòa Tự ngày 7 tháng 5 năm 2024 thay mặt ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực, trưởng ban hộ truyền giáo lý ông Nguyễn Quy Diễm ký tên và đóng dấu. Thì vừa qua chúng tôi đã thông qua cái danh sách phân công về ban lãnh đạo, ban khảo thí, ban giám thị và ban tổ chức lớp để chúng ta tiện dịp theo dõi và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thì cuối cùng xin chân thành cảm ơn và chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và chúc lớp học chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông Phan Ngọc Lợi đã thông qua quyết định phân công của ban lãnh đạo tổ chức lớp. Và để tiếp tục chương trình là đến phần phát biểu ý kiến của quan khách và đồng đạo. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Tâm, chi hội phó chi hội từ thiện Bảo Hòa thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các nhà mạnh thường quân tỉnh An Giang đến phát biểu ý kiến nha. Dạ, đề nghị quý vị quan nghênh. Đứng trước khung cảnh trang nghiêm của buổi khai giảng lớp giáo lý trong bản Phật giáo Hảo hôm nay, lời nói đầu tiên của tôi xin kính đến quý vị lời chào thân ái và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đảng ủy, ủy ban, ban ngành đoàn thể các cấp. Kính thưa Hội Thánh Cao Đài. Kính thưa ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền và ban trị sự cơ sở xã phường thị trấn các nơi dự dự. Kính thưa ban tổ chức, ban giám thị. Kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cùng chư quý đồng đạo và quý vị học viên kính mến. Nhân buổi khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý hôm nay, tôi được ban tổ chức cho phép đến đây để ít lời nhận xét và ít lời nhắn nhủ với quý vị học viên. Kính thưa quý vị, sự nhận xét của tôi thấy ban tổ chức đã tổ chức ra lớp học như thế này thật là xứng đáng lòng tín đồ thuần thành gương mẫu, xứng đáng để cho chúng ta học đòi noi theo. Tại sao vậy? Vì ban tổ chức đã thực thi đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo, mà khai thông nền đạo bằng cách là giảng dạy đạo Phật cho đại chúng nghe hoặc giả mở trường dạy đạo Phật. Thì hôm nay ban tổ chức đã mở trường dạy đạo Phật, giảng dạy đạo Phật cho đại chúng nghe. Việc làm này thật là xứng đáng để cho chúng ta học đòi noi theo. Vì làm những ngày Đức Tôn Sư đã chỉ dạy, công đức phước đức thật là vô lượng vô song, không thể nghĩ bàn. Ngài đã dạy nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thật là quả là việc làm này Ngài đã xác nhận cho biết là công đức thật là vô lượng vô sâu, không thể nghĩ bàn. Đã thực thi theo như lời đã nói trên, tôi xin thay mặt mạnh thường quân để gửi đến cho ban tổ chức tập viết sơ mi
tại điểm học. Và kèm theo 5 triệu đồng tiền mặt để ban tổ chức xây chợ trong thời gian mở lớp. Kính thưa quý vị, ít lời nhận xét đến đây xin tạm dừng. Xin kết lời nhắn nhủ với quý vị học viên. Kính thưa quý vị học viên kính mến, sự mơ ước của chúng tôi ước mong cho quý vị theo dõi lớp học này ráng cố gắng chăm chỉ lắng nghe những gì giáo lý viên diễn dạy trong 26 chương đề, nhận những gì giám thị đã sinh hoạt. Quý vị ráng cố gắng thu thập hết trong 26 chương đề để ngày thi cuối khóa chúng ta sẽ đạt được điểm 10. Mà chúng ta đạt được điểm 10 thì khỏi vụ công trình của ban tổ chức đã dày công mở lớp và kỳ vọng của gia đình cho chúng ta đến lớp để học. Nếu quý vị nào đạt được điểm 10 thì tôi thay mặt Mạnh Thường Quân sẽ gửi đến cho quý vị thủ khoa 2 triệu đồng, U1 1 triệu đồng và U2 2 triệu đồng. Và lớp này cũng về dạng lớp tại chức, thì theo cái về ban tổ chức ban lãnh đạo lớp đó, thì cho phép nếu lớp tại chức được đọc lại lời khuyên bổn đạo tức 8 điều thành cấm. Nếu quý vị nào đọc được 100% trong lời khuyên bổn đạo thì chúng tôi sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân tặng cho quý vị một cái máy đọc thẻ. Và nếu quý vị nào mà chắc thì sẽ tặng cho quý vị một hộp sữa Cô Đặc. Và cũng xin thông báo cho quý vị rõ rằng cái lớp này, học này là do cái tổ chức của ban trị sự trung ương. Thì quý vị có đọc, quý vị lấy tài liệu của ban trị sự trung ương, cái bìa mà đỏ đỏ đó, cho đừng có lấy những cái cuốn kia, có khi nó có lệch một vài từ. Mà nếu lệch vài từ thì quý vị sẽ chịu, vì tôi căn cứ theo tài liệu của ban sự trung ương, mong quý vị thông cảm chỗ đó. Kính thưa quý vị, ít lời nhận xét và nhắn nhủ đến đây xin tạm dừng. Trước khi dứt lời, xin kính chúc đảng ủy, ủy ban, ban ngành đoàn thể thời dẫn được hanh thông, công dân thân tiến thành đạt. Xin kính chúc hội thánh cả đài thân khỏe tâm an. Xin kính chúc ban trị sự trung ương, ban đại diện Phật giáo bảo tỉnh Đồng Tháp thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Xin kính chúc ban tổ chức, ban trị sự cơ sở xã phường thị trấn và chư quý đồng đạo thân được dồi dào sức khỏe, tâm luôn sáng suốt để tinh tấn tu hành đến ngày đạt thành đạo quả hầu diệm kiến đức tôn sư trong ngày chợ góp. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ông Phạm Nhân Tâm đã đại diện cho các nhà Mạnh Thường Quân ở tỉnh An Giang đã hỗ trợ cho lớp học tập viết tài liệu sơ mi và cũng hỗ trợ cho ban tổ chức là 5 triệu đồng tiền mặt nhân ngày khai giảng hôm nay. Và đến ngày cuối khóa thì ông còn đại diện cho các nhà Mạnh Thường Quân thì tặng cho học viên nào mà đạt hạng thủ khoa là 2 triệu đồng, hạng U1 là 1 triệu đồng, hạng U2 là 1 triệu đồng, phải không chú? Và một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ông và kính chúc ông thật nhiều sức khỏe và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Vậy thì trân trọng kính mời ông đến trao cho ban tổ chức 5 triệu đồng và kính mời cô Nguyễn Ngọc Điệp thay mặt ban tổ chức đến nhận ạ. Đề nghị quý vị quan nhân và xin chân thành cảm ơn ông Phạm Văn Tâm. Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng đạo kính mến, sự học là chìa khóa mở rộng kho tàng kiến thức, cho nên chúng ta học là để tiến bộ, học
là để hướng đến tương lai, học là để vươn lên tầm cao mới. Sự học quan trọng dường ấy, cho nên đối với sự học giáo lý còn quan trọng hơn nữa quý vị. Bởi vì khi chúng ta học giáo lý là để chúng ta hiểu rõ cái giáo lý cao siêu của tôn giáo mình, để mình thực hành theo, để được an lạc giải thoát. Cho nên đối với sự học rất, giáo lý rất là quan trọng. Và để hiểu rõ về cảm nghĩ của khóa sinh khi tham dự lớp học giáo lý căn bản này như thế nào, thì phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời khóa sinh Nguyễn Thị Trúc Linh, đại diện cho khóa sinh đến đây có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Xin kính mời khóa sinh Nguyễn Thị Trúc Linh ạ. Dạ, đề nghị quý vị quan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc địa phương các cấp. Kính thưa Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các xã, phường, thị trấn, Ban tổ chức, Ban giám thị, các vị giáo lý viên, các nhà mạnh thường quân cùng toàn thể đồng đạo học viên thân mến. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2024, là ngày khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526, mở tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Đứng trước bầu không khí trang nghiêm đậm đà vị đạo, tôi xin thay mặt kính cẩn gửi lời chào mừng liệt quý vị với tấm chân tình nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, nói làm sao hết nỗi vui mừng phấn khởi khi toàn thể học viên chúng tôi hân hạnh nhận được thông báo dư sinh của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và được vinh dự đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền này để tham dự lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta đều thấy rõ trong để thưa quý vị, nói làm sao hết nỗi vui mừng phấn khởi khi toàn thể học viên chúng tôi hân hạnh nhận được thông báo dư sinh của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và được vinh dự đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền này để tham dự lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta đều thấy rõ trong bối cảnh xã hội của đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển về mọi lĩnh vực. Vì vậy, nhu cầu kiến thức phổ thông rất cần thiết cho trào lưu tiến hóa của xã hội. Người tu Phật, nhất là đạo Phật giáo Hòa Hảo, việc học giáo lý là cần thiết biết chừng nào. Cho nên, trong vấn đề học giáo lý, Đức Thầy đã kêu gọi tín đồ, hạ chỉ tâm học hành tinh sáng để học võ, học nơi miền hạt nắng phong ba. Trong quyển sấm dạng thiên văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đã ẩn chứa muôn vàn lời vàng tiếng ngọc của Đức Tôn Sư. Đối với người tín đồ đó là tài sản vô giá nhất. Tài sản đó là sức sống tinh thần. Chúng ta cần phải nỗ lực học tập để có tầm nhìn sâu hơn về giáo lý, rồi nhân rộng sự hiểu biết của mình lên. Hầu đó, thứ nhất, chúng ta tự khắc bản thân mình từ ngôn ngữ, hành động và ý nghĩa phù hợp với giáo lý, học Phật, tu nhân mà trở thành người có nhân cách cao thượng. Thứ hai, có học về giáo lý, chúng ta mới nâng cao kiến thức và trí tuệ, rồi ứng dụng vào cuộc sống đời thường, hạn chế những mặt tiêu cực để phục vụ cuộc sống vì mọi người. Đức Thầy đã trả lời với ý kiến giả một khi rằng cái hành đạo đúng theo ý tưởng sáng thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh. Thứ ba, học giáo lý là để chúng ta cùng nhau phát huy chân pháp, hầu hành mạng cho con đường tu học của mình.
Đây là hành trang cần phải có trên lộ trình tu tiến. Thế nên, không bao giờ hết, nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiện nay là phải học để hiểu rõ và thực hành cho đúng tu chỉ, hồi để thắp lên ngọn đèn chánh pháp của Đức Thầy. Ngài đạo khuyến khích nên cố gắng trong thân trình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Thay mặt học viên lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, xin hứa sẽ ra sức học, sẽ ra sức vượt qua mọi khó khăn, năn nỉ học bài để đạt được nội dung chương trình giảng dạy. Sẽ cố gắng theo dõi xuyên suốt bài dạy của giáo lý viên và thảo luận học hỏi của ban giám thị. Yêu cố tuân thủ nội quy mà ban lãnh đạo lớp đề ra để không phụ lòng của các đặc phê, quý mạnh thường quân, ban tổ chức, các cấp chính quyền địa phương và nhiệt tình ủng hộ lớp. Trước khi dứt lời, thay mặt các học viên kính chúc các vị đại diện đảng, chính quyền, hợp trợ tổ quốc địa phương các cấp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc ban trị sự Trung ương Phật, ban trị sự Trung ương, ban đại diện tỉnh, các vị giáo lý viên, ban giám thị, ban tổ chức, các nhà mạnh thường quân cùng toàn thể đồng đạo thân tâm thường an lành, hậu quả viên dung, bồ đề tâm dự chất, tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Kính chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn lời phát biểu cảm tưởng của khóa sinh Nguyễn Thị Trúc Linh đã đại diện cho khóa sinh có cái bài phát biểu cảm tưởng rất là hay và có đầy đủ ý nghĩa. Và điều quan trọng là học viên đã đại diện cho tất cả học viên trong lớp có cái những cái lời hứa hẹn là sẽ tuân thủ theo nội quy của lớp học và cố gắng là theo dõi xuyên suốt các bài giảng của các giáo lý viên, thì điều đó làm cho ban tổ chức cũng như ban giám thị rất là vui mừng. Vậy thì một lần nữa xin chân thành là cảm ơn là phát biểu cảm tưởng của học viên Nguyễn Thị Trúc Linh ạ. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách và quý đồng đạo kính mến, thì đến tham dự và có chúc mừng cái lễ khai giảng hôm nay, thì Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngoài vấn đề là tặng quà thì cũng có đôi lời để phát biểu ý kiến đối với lớp học này. Thì phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đến để phát biểu ý kiến ạ. Dạ, đề nghị quý vị quan nghe ạ. Kính thưa ông Lê Minh Công, đại diện Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa ông Nguyễn Văn Thiết, quyền chị trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, quý vị phó ban và thành viên ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh. Kính thưa cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp, trưởng ban trị sự cũng là trưởng ban tổ chức lớp hôm nay, cùng quý vị ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền. Thưa toàn thể quý vị và học viên thân mến, tôi rất vui mừng đến dự lễ khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Nhận thấy việc ban trị sự Trung ương hướng dẫn ban trị sự cơ sở mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo cho học viên là hoạt động ý nghĩa đúng với hiến chương giáo hội, nhằm giúp học viên hiểu sâu sắc hơn về giáo lý của Đức Thầy. Giáo lý đó phù hợp với đạo đức của xã hội, hướng cho học viên thực hiện tốt đạo đẹp đời, đó là sống trong khuôn phép gia đình, khuôn phép pháp luật quy định, cụ thể là hiếu kính với người lớn, hòa thuận với mọi người, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, tiến bộ nơi nếp sống văn minh, tiến bộ trong phát triển kinh tế gia đình, tiến bộ trong thực hiện các hoạt động ngoài xã hội như tham gia tốt các quy định
các cuộc vận động, các phong trào thi đua nước ở địa phương, là trong giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, vân vân, góp phần cùng với địa phương trong xây dựng thành công nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, góp phần trong công tác an sinh xã hội ở mọi địa phương. Trong thời gian tới, mong rằng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cơ sở tiếp tục hướng dẫn tín đồ thực hiện tốt hơn nữa giáo pháp của Đức Thầy, luôn đoàn kết và tốt hơn nữa các việc từ thiện trong điều kiện cho phép, để góp phần cùng địa phương trong xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Sau cùng, kính chúc lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tiếp thu tốt nhất giá trị tinh túy nơi giáo lý của Đức Thầy. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin ghi nhận và chân thành cảm ơn lời phát biểu ý kiến của ông Nguyễn Thanh Phong, và ông cũng đã thống nhất cao về vấn đề là Ban trị sự Trung ương mở lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại địa phương để cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo học để trở thành một cái người tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, và ông cũng đã công nhận là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã có công đóng góp vào cái vấn đề an sinh xã hội rất là tốt. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ông và kính chúc ông thật nhiều sức khỏe và luôn thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông ạ. Và để tiếp tục chương trình là đến phần diễn ngâm một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Bình giáo chủ. Phần này chúng ta xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng đạo Trang Tuấn Dũng thần kính diễn ngâm một đoạn đầu trong quyển tư, tức là Giác Mê Tâm Kệ, mà Đức Thầy đã sáng tác vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo, dài 846 câu, khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh vạn dân giải thoát. Trân trọng kính mời đồng đạo đến diễn đàn. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lành dự. Sách thánh đạo ghi trong tam từ, người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lời danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa, mắt tình đời dèm xiêm ghét ưa, rừng kính kể ít người hay chừ, quá mắt mỏ bởi chân phản
ngờ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tùng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa ly. Dòm trước mắt thấy điều hồ mì, nên đóng tình bác ái dài răng. Reo những ai lợi dụng làm sằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp gian ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải sự. Xuống dương thế vào trong lễ thứ, thay bà già gặp lúc nào nùng. Cánh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tình ít người hiểu ly. Trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đọc giảng viên Trang Tuấn Dũng đã thành kính diễn ngâm một đoạn đầu trong quyển tư hết sức là ngọt ngào, ngân nga và truyền cảm quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đồng đạo. Và để kết thúc buổi lễ khai giảng hôm nay là phần đáp từ của ban tổ chức lớp. Phần này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Ngọc Điệp, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền, cũng là trưởng ban tổ chức lớp đến đáp từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp. Kính thưa quý vị quan khách. Kính thưa quý vị là ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị là trị sự Duyên, ban trị sự cơ sở, quý mạnh thường quân và toàn thể đồng đạo kính mến. Suốt thời gian một tiếng đồng hồ, chúng ta đã tích cực hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình buổi lễ khai giảng khóa 526. Buổi lễ được vinh dự đón tiếp các vị quan khách đại diện đảng chính quyền mặt trận tổ quốc. Quý vị đại diện đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp và còn được nghe bài phát biểu của ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, làm tăng thêm tính trọng thể của buổi lễ. Buổi lễ còn được nghe bài phát biểu cảm tưởng của đại diện khóa sinh đã hứa hẹn học tập
và chấp hành tốt nội quy của lớp. Chúng ta tin chắc rằng khóa học sẽ diễn tiến thành công tốt đẹp. Ban lãnh đạo tổ chức lớp, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn quý vị quan khách đến tham dự đầy đủ. Cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân đóng góp tinh thần và tài vật hỗ trợ hậu cần cho khóa học trong suốt thời gian. Cảm ơn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các xã phường thị trấn cùng các tiểu ban, ban tổ chức lớp đã tích cực trong các khâu chuẩn bị khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, hậu cần, ăn ngủ nghỉ, y tế và môi trường sinh hoạt, các sinh hoạt khác, đảm bảo cho học viên về tham dự lớp. Thay mặt Ban tổ chức lớp, học sinh, thay mặt Ban tổ chức lớp, xin chân thành cảm ơn chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Điền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Điền đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi mở lớp và học và bảo vệ an ninh trật tự. Xin cảm ơn các vị trong ban lãnh đạo, ban tổ chức lớp, ban giám thị và toàn thể đồng đạo đến dự đầy đủ. Cảm ơn quý vị là học viên dành thời gian dự học tập trên tinh thần đoàn kết, học hỏi, cầu tiến, làm cho lớp học thêm phần trang nghiêm và trọng thể. Đúng với hoài bão của Đức Thầy là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khui giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Cuối cùng kính chúc các vị quan khách sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo sức khỏe dồi dào để hoàn thành bốn chương trình đạo sự mà giáo hội đã đề ra. Kính chúc quý vị học viên sức khỏe, thi đua học tập tốt. Kính chúc toàn thể đồng đạo thân tâm thường an lạc và tinh tấn trên con đường đạo hạnh, thành công trên con đường Phật Pháp. Đến đây, chúng tôi xin tuyên bố kết thúc lễ khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 526 tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Điền. Xin lễ phép trân trọng kính chào Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua là phần đáp từ của ban tổ chức lớp, và để tiếp tục chương trình là đến phần nghi thức bế mạc. Vậy trân trọng kính mời quý quan khách và quý đồng đạo đứng lên. Mời quý vị trang nghiêm hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật kính thưa thời, kính lễ Đức Huỳnh giáo chủ kính.